hôm nay với chủ đề Phước lành của người nhìn biết Đức Chúa Trời. Tôi và các quý vị hãy cùng dò xem lời của Đức Chúa Trời. Xem xung quanh chúng ta thì thấy rằng có rất nhiều thảm họa, và thời sự thể ấy lan tràn hàng ngày thông qua phương tiện truyền thông. Từ tai nạn Corona, rồi tai nạn lũ lụt, và địa phương ở Úc thì trời lại có bão tuyết. Hoạt động công nghiệp bị dừng lại trên khắp thế giới do nhiều loại thảm họa và tai nạn. Nhóm họp tôn giáo cũng không tự do, và mọi thứ đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Tôi nghĩ rằng làm hết sức trong mọi sự khi mình có thể làm là con đường và phương pháp để tích lũy phước lành trên trời hay chăng? Những thảm họa như thiên tai cũng xảy ra thường xuyên hơn bất cứ thời đại nào. Và cũng có thời sự đưa tin rằng người ta đã xây nhà rất xinh đẹp nhưng bị chôn vùi do lở núi, hoặc ngôi nhà bị cuốn trôi vì thiệt hại bởi cơn mưa bão trong một sớm một chiều. Khi trông thấy hầu hết mọi đồ vật trở nên vô dụng, thì tôi đồng cảm được tấm lòng tiếc thương của các nạn nhân. Và mặt khác thì họ đã tiết kiệm đồ ăn, đồ mặc và gửi tiết kiệm để xây dựng một ngôi nhà, bởi nghĩ rằng tôi sẽ sống cuộc sống về già một cách bình an. Nhưng ngôi nhà ấy lại bị đổ sụp và biến mất do thiên tai trong một sớm một chiều. Khi trông thấy mọi điều ấy, thì tôi không thể không nhớ đến lời của Đức Chúa Trời đã phán rằng chớ khoe khoang về ngày mai. Niềm trông mong dưới đất này là một chốc một lát, nhưng những sự trên trời là đời đời mãi mãi. Do Corona, các nhóm họp giữa thành viên gia đình cũng bị giải tán. Có thể coi rằng tình huống thậm chí cấm gặp nhau giữa hàng xóm thế này là hiện tượng đang xảy ra trên khắp thế giới. Vì Đức Chúa Trời đã biết tương lai thế này của loài người, nên chẳng phải Ngài đã sắm sẵn nước thiên đàng là thế giới vinh hiển, không có nỗi buồn, không có than khóc, không có đau đớn, và cũng không có sự chết hay sao? Để được đi đến thế giới vinh hiển thế này, chúng ta nhất định phải được dẫn dắt bởi ai? Vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng này, chúng ta phải được dẫn dắt bởi Thánh Linh và vợ mới. Thế thì, chúng ta phải biết Thánh Linh và vợ mới để được dẫn dắt bởi Thánh Linh và vợ mới. Vì Đức Chúa Trời biết rõ cuộc sống của loài người gặp phải bất hạnh thế này, cho nên Ngài đã sắm sẵn thế giới đẹp đẽ là nước thiên đàng vĩnh cửu, và làm nên con đường để chúng ta có thể đến nước thiên đàng. Và để dẫn dắt vào con đường ấy, Ngài đích thân mặc lấy xác thịt đến thế gian này và đang dẫn dắt mọi linh hồn của chúng ta. Cho nên, đôi khi Đức Chúa Trời xuất hiện như là người hành khách trên đường, đôi khi hiện ra với hình ảnh bình phàm. Dù Ngài đến thế gian này, hiện ra bên cạnh chúng ta với bất cứ hình ảnh nào, thì các con cái Sion cũng phải nhìn biết Đức Chúa Trời ấy. Vào thời đại ngày nay cũng vậy, có người tin vào Đức Chúa Trời đến trong xác thịt, cũng có người không tin. Và khi nghe truyền lời, thì có người tiếp thu lời ấy, cũng có người không tiếp thu được. Bởi vì đã được phán rằng Đức Chúa Trời sẽ hiện ra cùng mọi người và trở nên dụng cụ để thử thách họ trong nhiều sự. Lời trong sách Ê-sai chương 8 đã nói về lúc Ngài hiện ra cùng nhiều người. Ngài sẽ là hòn đá vướng mắc, vần đá vấp ngã, và là bẫy cùng lưới cho dân cư thành Giê-ru-sa-lem vậy. Nhiều người trong bọn họ sẽ vấp chân, sẽ té và dập nát, sẽ sa vào lưới và bị bắt. Đã được phán như vậy. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người có thể giữ đức tin cho đến cuối cùng, dầu Ngài xuất hiện trong bất cứ tình huống nào. Cho nên hôm nay, thông qua hình ảnh của Đức Chúa Trời được phản ánh từ nhân sinh nhân loại, Chúng ta hãy nghĩ xem rằng liệu chúng ta đã bị rơi vào cám dỗ giống như họ, vào tình huống thể ấy chăng? Đức Chúa Trời có năng lực toàn tri toàn năng, có thể cho thấy hàng vạn kỳ tích cho chúng ta vào thời đại này. Dẫu thế mà Ngài không làm vậy, nhưng Ngài đang dẫn dắt chúng ta một cách lặng lẽ, trong hình ảnh luôn giản dị. Đã được phán rằng Đức Chúa Trời thử đức tin của từng mỗi một người trong tình huống thế này. Ba 3.500 năm trước, dân Israel ra khỏi Egypto, siêng năng đi hướng về xứ Canaan là điểm đích. Khi họ đi đến trong sinh hoạt đồng vắng, thì Đức Chúa Trời đã phán lời nào? Trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 8, đã được phán rằng Đức Chúa Trời đã đặt họ trong hoàn cảnh của sự thử thách, để xem họ có tin vào Đức Chúa Trời hay không. Đôi khi Đức Chúa Trời hạ dân sự xuống, đôi khi dẫn đến nơi không có nước, đôi khi dẫn đến nơi không có lương thực, và cũng có lúc ban cho lương thực một cách dư dật, và cũng có lúc cho phép chỉ cần đập hòn đá thì nước vốn thiếu lại chảy ra đầy tràn. Ngài đã theo dõi xem sự phản ứng nào xảy ra từ các con cái trong đủ loại điều kiện và hoàn cảnh, trong thời gian 40 năm trên đồng vắng. Có thể coi rằng cuộc đời 40 năm trên đồng vắng là lịch sử hình bóng cho chúng ta, còn con đường đồng vắng đức tin là lịch sử thật thể. Ngày nay, chúng ta đang bước đi trên thời gian của đức tin thể này trên thực tế. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời đang dò xem chúng ta nhìn biết bao nhiêu về Đức Chúa Trời, và xem chúng ta có đánh mất hay không đánh mất đức tin đối với Đức Chúa Trời, dù bị ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ápraham đã nhìn biết và tiếp nhận Đức Chúa Trời. Xachê đã nhìn biết và tiếp nhận Đức Chúa Trời. Và thầy đội đã nhìn biết và tiếp nhận Đức Chúa Trời. Ngài đã phán rằng, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra trên khắp thế giới, thì cũng thuật lại việc làm của Mari, là người đã nhìn biết Đức Chúa Trời và đổ dầu thơm lên chân Ngài. Những người nhìn biết Đức Chúa Trời sẽ nhận lấy phước lành nào? Thông qua những người thế này, Đức Chúa Trời trao tặng sự dạy dỗ quý giá cho chúng ta vào ngày nay. Hôm nay, tôi cùng các quý vị hãy cùng mở Phêrơ nhất chương 2. Hãy xem lời trong Phêrơ nhất chương 2 câu 6. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng, này, ta đặt tại Siôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quý báu. Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Nhưng ngược lại, những kẻ không tin thì sẽ bị xấu hổ, bị sỉ nhục và khinh miệt, rồi sẽ bị chịu hình phạt mà thôi. Hãy xem lời trong câu 7. Vậy nên, do anh em là kẻ đã tin thì là gì? Cho anh em là kẻ tin vào Đức Chúa Trời đến thế gian này trong xác thịt thì Đức Chúa Trời là đá quý. Nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra bèn trở nên đá góc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi, đã được phán như vậy. Có kẻ tin và kẻ không tin, kết quả của kẻ tin và kết quả của kẻ không tin. Những kẻ tin là những người nhìn biết Đức Chúa Trời. Khi tiếp đãi Đức Chúa Trời, Ápraham đã đối xử Đức Chúa Trời như thế nào? Xachê đã đối xử Đức Chúa Trời như thế nào? Người đàn bà mắc bệnh mất huyết 12 năm đã đối xử Đức Chúa Trời như thế nào? Thầy đội đã đối xử Đức Chúa Trời như thế nào? Còn Mari đã đối xử Đức Chúa Trời như thế nào? Người nhìn biết Đức Chúa Trời và người không biết Đức Chúa Trời. Đối với những người tin vào Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời là bửu vật tuyệt đối. Tuy nhiên đối với kẻ chẳng tin thì Ngài là hòn đá vấp ngã, vần đá vướng mắc bẫy cùng lưới. Đã được phán rằng đối với chúng, Đức Chúa Trời chỉ đóng vai trò của vần đá vướng mắc trong mọi sự trên con đường đi đến nước thiên đàng. Chúng ta hãy xem lời trong Sáng Thế Ký chương 18 câu 1. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Ápraham nơi lùm cây dẻ bột của Mamre. Đương khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày, Ápraham nhướng mắt lên thấy ba người đứng trước mặt. Đức Chúa Trời đã mặc xác thịt và thăm viếng nhà của Ápraham. Vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đó, sấp mình xuống đất và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi tới Chúa, đừng bỏ đi luôn. Xin các đấng hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chân các đấng, và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội cây này. Tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng, rồi sẽ dời gót lên đường. Vì cớ ấy nên mới quá bộ lại nhà kẻ tôi tớ các đấng vậy. Các đấng phán rằng: Hãy cứ việc làm như ngươi đã nói. Đoạn Ápraham lật đật vào trại đến cùng Sara mà rằng: Hãy mau mau lấy ba đố bột lọc nhồi đi, rồi làm bánh nhỏ. Ápraham bèn chạy lại bầy, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy tớ mau mau nấu dọn, rồi lấy mỡ sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong, dọn ngay trước mặt các đấng, còn người thì đứng hầu trước mặt dưới cội cây. Vậy các đấng đó bèn ăn. Xem tại đây thì thấy rằng Ápraham đã đối xử Đức Chúa Trời như thế nào. Ápraham đã tiếp nhận Đức Chúa Trời và nhận lấy phước lành rất quý báu từ Ngài. Chẳng phải vậy sao? Ông đã nhận phước lành của Đức Chúa Trời rằng dòng dõi ngươi sẽ nhiều như sao trên trời. Ápraham là nhân vật đã nhận lấy rất nhiều ân sủng và ân huệ, thậm chí được ban Isaac để kế nghiệp. Chúng ta có thể xác minh trong Kinh Thánh sự thật rằng Ápraham không chỉ nhìn biết Đức Chúa Trời, mà còn tiếp rước Ngài bằng tấm lòng kính sợ như thế này. Khi Đức Chúa Trời đến trong hình ảnh toàn tri toàn năng, thì không có người không tin. Cả dân sự Israel cũng vậy. Nếu Đức Chúa Trời phán lời trong bầu không khí đầy sự oai nghi, với giọng tiếng mạnh mẽ, tiếng sấm chớp nhoáng và sấm sét, thì ai cũng đều vâng phục và phục tùng. Vì ai cũng sợ hãi bầu không khí ấy. Cho nên cũng có lúc dân sự nài xin rằng: Làm ơn, xin chớ để Đức Chúa Trời trực tiếp phán, nhưng hãy lập một đấng tiên tri để người ấy nghe và truyền cho chúng tôi biết. Xong, Đức Chúa Trời không dạy dỗ lời thông qua đấng tiên tri, nhưng Ngài đích thân đến thế gian này trong xác thịt, dạy dỗ lời và trực tiếp làm thức tỉnh cho mọi con cái của Sion biết rằng con đường đi vào nước thiên đàng chính là con đường thế này. Thế nhưng, điều quan trọng là khi Đức Chúa Trời đến thế gian này và dạy dỗ mọi con đường đi vào nước thiên đàng, thì những người ở với Ngài vào thời đại ấy đã nhìn nhận Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời không? Giống như lời trong Phêrô nhất chương 2 đã phán rằng: Cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Người tin và không tin khác biệt một cách rõ rệt hoàn toàn. Vậy thì vì sao Đức Chúa Trời không xuất hiện trong lập trường đi cùng chớp nhoáng trên trời, hoặc bay trên đám mây trên trời vậy? Đức Chúa Trời có đủ năng lực để xuất hiện trên thế gian này trong hình ảnh mà nhân sinh trên đất này không thể có được, và mang theo hình ảnh mà chỉ cần nhìn thì ai cũng nhận ra được rằng ôi, đó là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Ngài không đến như thế ấy. Ngài đã đến theo lời được phán rằng đối với kẻ chẳng tin thì Ngài là hòn đá vấp ngã, vầng đá vướng mắc. Cho nên, chúng ta luôn phải nhìn biết Đức Chúa Trời cho dù Ngài xuất hiện trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đã được phán rằng chỉ có ai mới có thể làm như vậy. Đã được phán rằng nếu không phải là con cái của Đức Chúa Trời thì không thể nhìn biết được. Đức Chúa Trời đã ban cho các con cái mắt thấy, tai nghe và tấm lòng có thể hiểu biết. Nhưng đối với những người khác thì tất thảy mọi mầu nhiệm về Đức Chúa Trời đã bị như thế nào? Đã được phán rằng Ngài không cho họ thấy, không cho họ nghe, không cho họ nhận biết bằng tấm lòng và làm cho họ không thể cứu vãn nổi. Cho nên, hôm nay, tôi cùng các quý vị phải nhận biết sự thật rằng những người nhìn biết Đức Chúa Trời không chỉ nhận lấy quyền thế của con cái của Đức Chúa Trời, mà còn có thể đứng trên hàng ngũ của những người nhận phước lành Giống như Ápraham, Xachê thay đổi và Mari. Bây giờ chúng ta đang ở trong phước lành thật lớn lao thay. Thế thì khi Đức Chúa Trời đến thế gian này, vì sao Ngài không bày tỏ sự vinh hiển của bản thể Đức Chúa Trời một cách hoa lệ, nhưng lại che giấu mọi sự vinh hiển của Ngài trong cái lều được gọi là xác thịt vậy? Đã được phán rằng dầu Ngài che giấu thì chiên ta cũng như thế nào đều nhìn biết Đức Chúa Trời. Hãy mở sách Tin lành Giăng chương 10. Chúng ta hãy xem sự dạy dỗ trong câu 24. Người Giu-đa nhóm xung quanh Ngài mà nói rằng: Thầy để chúng tôi nghĩ vơ vẩn mãi cho đến khi nào? Nếu Thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta đã bảo các ngươi, mà các ngươi không tin. Những việc ta nhân danh Cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. Chiên ta như thế nào? Nghe tiếng ta. Ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời. Nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Đã được phán như vậy. Bây giờ xem tại đây thì thấy đã được phán rằng vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta, cho nên dầu ta đến dạy dỗ con đường đi vào nước thiên đàng thì các ngươi cũng không tin. Tuy nhiên chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Dầu Đức Chúa Trời đến thế gian này trong xác thịt, nhưng sứ đồ Giăng, Phêrô và hết thảy các thánh đồ hội thánh sơ khai đều tiếp rước, chấp nhận, thấu hiểu và nhìn biết rằng Đấng Christ là Đức Chúa Trời đến thế gian này. Những người đã sống cùng thời đại như những người Giu-đa khác, người Pha-ri-si và thầy thông giáo đã không tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Thế thì có sự khác biệt gì giữa người tin và người không tin vậy? Hãy mở sách Tin lành Giăng chương 6. Chúng ta hãy xem lời trong chương 6 câu 42. Mà rằng ấy chẳng phải là Giê-xu con của Joseph mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy thế nào người nói được rằng ta đã từ trên trời mà xuống? Đã được phán như vậy. Nghề nghiệp của Joseph là gì? Là thợ mộc, là cha phần xác của Đức Chúa Giê-xu. Joseph đã là thợ mộc. Nói cách khác, ấy chẳng phải là con của thợ mộc chăng? Vậy thế nào người nói được rằng ta đã từ trên trời mà xuống? Chẳng phải đó là chuyện hết sức hoang đường sao? Kết cục, điều thể này đã trở nên một yếu tố làm cho họ không thể tin vào Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta phải có đức tin, có thể tiếp rước và chấp nhận Đức Chúa Trời, cho dù Ngài đến thế gian này với tư cách là con của người thợ mộc. Dù hết thảy 66 quyển Kinh Thánh đang làm chứng, và mọi lời tiên tri đang làm chứng cho biết, thế mà họ chẳng hề tin. Kể cả cảnh Ngài cưỡi trên lưng con lừa và đi vào thành Jerusalem, kể cả cảnh Ngài ra đời thông qua thân thể của người nữ đồng trinh, kể cả cảnh Ngài ra đời tại Bethlehem, có rất nhiều lời tiên tri làm chứng những sự việc về Đức Chúa Giê-xu. Thế mà họ không chấp nhận. Họ nói rằng cha mẹ người xuất thân là người thợ mộc hèn hạ, mà sao người nói được rằng ta đã từ trên trời mà xuống? Chúng ta có thể xem thấy lịch sử bọn họ chống đối Đức Chúa Giê-xu như vậy. Thời đại này ngày nay cũng giống như vậy. Vì những lý do thế này, người ta lại đang rơi vào tình trạng đáng tiếc, không nhìn biết và không thể tiếp nhận Đức Chúa Trời đến thế gian này. Chúng ta hãy xem lời trong Tin lành Ma-thi-ơ chương 27 câu 50. Đức Chúa Giê-xu lại kêu lên một tiếng lớn nữa rồi trút linh hồn. Đã được phán như vậy. Đây là câu Kinh Thánh ghi chép cảnh Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá và qua đời. Ngài là Đức Chúa Trời đến thế gian này để cứu rỗi loài người, nhưng mà bị đóng đinh trên thập tự giá và qua đời. Đây là đoạn thật khó chấp nhận được. Thần của họ đã bị đóng đinh trên thập tự giá và bị chết rồi. Khi nghe người ta nói một cách giễu cợt như thế này, thì sẽ có bao nhiêu người có thể duy trì được đức tin một cách ngay thẳng đây? Dầu Đức Chúa Trời là con của người thợ mộc, dầu qua đời trên thập tự giá thay thế cho tội lỗi của loài người, thì Ngài cũng là ai vậy? Là Đức Chúa Trời chúng ta. Phải có đức tin thế này chứ. Xem tình huống vào thời đại của Sơ Lâm thì chúng ta cũng có thể hiểu đầy đủ tình huống của tái lâm này. Tuy nhiên đã được phán rằng chiên ta, nhìn biết ta và theo ta. Và đã được phán rằng đối với kẻ chẳng tin thì sự tồn tại của đấng cứu Chúa chỉ đóng vai trò của hòn đá vấp ngã, vần đá vướng mắc. Còn những người nhìn biết ngay thẳng thì nhận lấy phước lành, giống như phước lành của Phêrô và 12 môn đồ. Ta sẽ cho các ngươi ăn uống chung bàn với ta trên thiên đàng. Ta hầu cho các ngươi xét đoán 12 chi phái Israel. Ta sẽ lấy các ngươi làm thầy tế lễ nhà vua trên nước thiên đàng. Ta sẽ dẫn dắt các ngươi vào thế giới hòa bình, thế giới vinh hiển và vui mừng, là nơi không có sự chết, không có đau đớn, không có đau ốm, cũng không có sự buồn rầu nữa. Không phải Đức Chúa Trời hứa ban phước lành ấy cho bất cứ người nào. Khi dân Israel xuất phát từ xứ Egypto, số lượng nam đinh trên 20 tuổi là độ 600.000 người. Nhưng kết cuộc, số người được vào xứ Canaan một cách bình an chỉ có 2 người mà thôi. Vì đã có đủ loại tình huống, nên mọi người đã bị vướng mắc do tình huống nào đó. Chúng ta vào ngày nay cũng vậy. Khi nhìn trong hình ảnh của Đức Chúa Trời, thì có người nhìn thấy hình ảnh của thợ mộc. Và có người nhìn biết Ngài là Đức Chúa Trời, dù Ngài làm việc của thợ mộc. Dầu Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá và bị qua đời bởi những vật thọ tạo. Nhưng có người nhìn biết Ngài như là Đức Chúa Trời. Và cũng có người coi Ngài như là sự tồn tại yếu đuối, không thể thắng nổi sức mạnh chính quyền thế gian. Tuy nhiên, trên thực tế thì Ngài đã sống cuộc đời của lời tiên tri đặng cất tội lỗi của hết thảy chúng ta. Chẳng phải bây giờ chúng ta đều biết điều ấy hay sao? Dù Đức Chúa Trời chúng ta là con của người thợ mộc, dù bị đóng đinh trên thập tự giá và qua đời, dù bị gọi là tà đạo, dù người ta không công nhận, dù không được học, dù gia đình phần xác không tin, dù họ hàng cho rằng Đức Chúa Giêsu đã mất trí khôn mà đến để cầm giữ Ngài, dù người ta luôn bắt bớ tín ngưỡng, tin vào Đức Chúa Giêsu, thì Ngài cũng là ái, là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, người ta khi nhìn Ngài thì nghĩ rằng Đức Chúa Trời mà bị bắt bớ như thế sao? Đức Chúa Trời mà vì sao gia đình phần xác không tin? Đức Chúa Trời mà vì sao kể cả họ hàng cho rằng Ngài đã mất trí khôn mà đến để cầm giữ Ngài? Vì sao Ngài là đấng yếu đuối, bị đóng đinh trên thập tự giá bởi những người thế gian một cách dễ dàng? Đức Chúa Trời mà chúng ta biết đến là đấng toàn tri toàn năng, đấng sáng tạo trời đất và muôn vật, có nhiều năng lực, làm nhiều phép lạ và dấu lạ. Thế mà khi thấy mọi việc làm của Ngài, khi Ngài đến thế gian này trong xác thịt, thì có vẻ rất hèn mọn và tồi tàn. Liệu Ngài thật là Đức Chúa Trời sao? Có phải là Đức Chúa Trời hay sao? Điều này đã đóng vai trò che mắt, khiến cho không thể nhìn biết Đức Chúa Trời vào đương thời Hội Thánh Sơ Khai. Vào thời đại này ngày nay, sự hủy bán của những kẻ hủy bán cũng xảy ra đồng nhất. Cho anh em là những kẻ tin thì Đức Chúa Trời là đá quý, nhưng đối với những kẻ chẳng tin thì Ngài là hòn đá vấp ngã, vần đá vướng mắc. Chúng ta hãy xem lời trong Ê-sai chương 8. Chúng ta hãy xem câu 13. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh. Các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kính hãi Ngài. Ngài sẽ là nơi thánh, nhưng cũng là cái gì? Là hòn đá vấp ngã, vần đá vướng mắc cho cả hai nhà Israel. Và là cái gì? Là bẫy cùng lưới cho dân cư thành Jerusalem vậy. Đã được phán như vậy. Nếu Đức Chúa Trời đến trong hình ảnh rất vĩ đại, với hình ảnh bản thể của Ngài một cách rực rỡ trước mặt chúng ta, thì ai dám nói lời hủy bán trước mặt Ngài? Ai dám đóng đinh trên thập tự giá, chỉ trỏ tay và gọi là tà đạo? Ai dám nhổ trên Ngài và đánh đập Ngài được đây? Há có ai dám làm hành vi ác độc như lượm đá đặng ném Ngài chăng? Người ta không thể tin được đến mức ấy, bởi vì Ngài đã che giấu hết thảy mọi hình ảnh có thể làm cho họ tin. Cho nên đã được phán trong sách Ê-sai chương 8 rằng Ngài là đá nào? Ngài là đá thử nghiệm, là vần đá vướng mắc, là hầm và là bẫy. Điều này có nghĩa rằng Ngài chỉ như vậy đối với những kẻ chẳng tin. Tin lành chúng ta được dẫn dắt bởi cha và được dẫn dắt bởi mẹ. Cho đến giờ, người ta đi đến trong bầu không khí nghĩ rằng tôi nên đi một lần vì nhiều người dồn đến. Từ bây giờ thì Đức Chúa Trời sẽ phân biệt cái gì giữa lúa mì chân thật. Ngài sẽ phân biệt cỏ lùn ra. Theo lời trong sách Tin lành Ma-thi-ơ chương 13, thì Ngài sẽ làm như thế nào đối với cá xấu giữa những cá tốt? Ngài sẽ lựa ra và vứt đi hết thảy. Trong khoảng lúc đó, Đức Chúa Trời ban cơ hội để chúng ta thấy những phần mà chúng ta không thể tin. Có vẻ yếu đuối và không có sức mạnh. Khi các quân lính đến bắt, thì chịu bị bắt. Phêrô rút gươm ra để bảo vệ Đức Chúa Giêsu, còn các môn đồ khác đều chạy trốn vì sợ hãi. Những hoàn cảnh thế này được diễn ra. Tuy nhiên, các con cái của Đức Chúa Trời thì thế nào? Dù là con của người thợ mộc thì cũng là Đức Chúa Trời chúng ta. Dù bị đóng đinh trên thập tự giá và qua đời thì cũng là Đức Chúa Trời chúng ta. Dù bị gọi là tà đạo thì cũng là Đức Chúa Trời chúng ta. Dù không được người ta công nhận thì cũng là Đức Chúa Trời chúng ta. Dù không được học thì cũng là Đức Chúa Trời chúng ta. Dù có gia đình phần xác thì cũng là Đức Chúa Trời chúng ta. Dù bị bắt bớ thì cũng là Đức Chúa Trời chúng ta. Dù gia đình họ hàng không công nhận và nói rằng Ngài đã mất trí khôn thì cũng là Đức Chúa Trời chúng ta. Vì sao những con đường mà Ngài đã đi vào đương thời Sơ Lâm đã được để lại trong sách Kinh Thánh? Chúng ta phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Đức Chúa Trời rao sự cuối cùng từ buổi thái cổ. Nếu là lời không cần thiết cho các con cái sẽ được cứu rỗi, thì Ngài có cần làm cho những lời ấy được gom góp thành Kinh Thánh hay chăng? Ápraham đã nhận phước lành bởi tiếp nhận Đức Chúa Trời. Phêrô đã nhận phước lành bởi tiếp nhận Ngài. Xachê đã nhận phước lành bởi tiếp nhận Ngài. Người đàn bà mắc bệnh mất huyết đã nhận phước lành bởi tiếp nhận Ngài. Thầy đội đã nhận phước lành bởi tiếp nhận Ngài. Đều là người đã tiếp nhận Đức Chúa Trời. Họ có quan điểm khác với của những người vào thời đại ấy. Nhiều người coi Ngài bình phàm. Người thế ấy là Đức Chúa Trời sao? Là thợ mộc mà Đức Chúa Trời sao? Không được học mà biết dòng chữ sao được? Nói một cách dễ hiểu thì đó là những lời nói chế giễu. Đến mức ấy, họ đã xem nhẹ, xem thường và coi khinh Đức Chúa Giêsu. Do vậy, sứ đồ Giăng đã nói như thế nào? Đức Chúa Trời là ngôi lời có từ buổi ban đầu. Ngài đang mặc xác thịt và ở giữa chúng ta. Ngài chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Còn Phêrô đã nói như thế nào? Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Sứ đồ Phao-lô đã nói gì vậy? Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian này, Ngài đã cho thấy rất nhiều hình ảnh. Nhưng vào đương thời ấy, các môn đồ và những người có đức tin trong hội thánh sơ khai đều nhìn biết rằng Đấng Christ chính là Đức Chúa Trời. Đôi khi Ngài cho thấy hình ảnh chịu bị bắt một cách yếu đuối. Đôi khi cho thấy hình ảnh không thể làm bất cứ điều gì. Khi thấy vậy, thì các thánh đồ hội thánh sơ khai nghĩ rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúng ta có thể xem thấy lịch sử của hội thánh sơ khai đã có những sự nhận thức thế này. Vào thời đại cuối cùng ngày này, với tư cách là những con chiên của Đức Chúa Trời, chúng ta phải nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời một cách ngay thẳng và nhận lấy cơ nghiệp nước thiên đàng vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Càng có nhiều hội thánh và thánh đồ, và được truyền bá cho nhiều dân tộc hơn nữa, thì sự việc càng xảy ra nhiều. Tuy nhiên, cha đến thế gian này và mẹ đến thế gian này. Cha, mẹ là cha của chúng ta đời đời và là mẹ của chúng ta đời đời. Dù những người thế gian nói những lời hủy bán chúng ta đến đâu đi chăng nữa, thì cha chúng ta chắc chắn là đấng đã sanh ra linh hồn chúng ta, và mẹ là đấng sanh ra và nặng nên linh hồn chúng ta. Chúng ta hãy xem lời trong Tin lành Ma-thi-ơ chương 11 câu 2. Khi Giăng ở trong ngục nghe nói về các công việc của đấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng: Thầy có phải là đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi đấng khác chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hãy về, thuật lại cùng Giăng những điều các ngươi nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta đã được phán như vậy. Các ngươi dầu nhìn vào ngoại hình của ta hoặc điều kiện xung quanh của ta, nhưng nhìn biết rằng ta là ai? Có người nhìn biết Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng nếu có người nói lời thái quá một chút đối với Đức Chúa Giê-xu, thì Giăng và Gia-cơ nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Họ đã tôn trọng và tôn kính Đức Chúa Giê-xu tới mức độ như vậy. Phêrô cũng như vậy, và Phao-lô cũng như vậy. Các tổ tiên trong Tin lành là những người đã dẫn dắt hội thánh sơ khai đều đi trên con đường tín ngưỡng thế này. Dầu có người Giu-đa nói lời bắt bớ từ xung quanh đối với Đức Chúa Giê-xu rằng: Người chẳng phải là con của người thợ mộc hay sao? Nếu phải đấng Christ chân thật thì hãy xuống khỏi thập tự giá đi. Đã được phán rằng dầu có đủ loại hủy bán và bắt bớ thì Ngài cũng yên lặng. Đã được phán rằng như chiên cơm ở trước mặt kẻ hớt lông, Người chẳng từng mở miệng. Có phải là vì không có năng lực chăng? Có phải là vì không có quyền thế chăng? Không phải vậy. Ngài đã đi trên con đường đã được tiên tri ấy vì sự cứu rỗi của chúng ta. Chẳng phải vậy sao? Ấy là bởi tội lỗi của chúng ta, vì lỗi lầm của chúng ta. Khi nghĩ đến sự rằng Ngài đã đến thế gian này trong xác thịt để đích thân gánh nặng tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta phải nhìn biết và tiếp nhận Ngài một cách đúng đắn khi ở trên đất này cùng với Ngài. Giống như tục ngữ rằng khi còn bên cạnh nhau thì hãy đối xử tốt. Giống như Xachê, như Mari, như Phierơ, như Giăng và Gia-cơ, chúng ta hãy tôn kính Đức Chúa Trời khi còn thời gian có thể ở cùng với Ngài trên đất này. Mong các quý vị dâng sự vinh hiển và tôn quý lớn hơn lên Đức Chúa Trời. Và tôi xin kết thúc lời hôm nay. Xin cảm ơn.